Tiếp nối chương trình Hành trình cuộc sống, chiều 9 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, đại diện văn phòng tổng đại lý AIA tại Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức chương trình trao 25 xe đạp cho 25 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại thị xã, trị giá trên 40 triệu đồng. Món quà được trích từ nguồn kinh phí đóng góp, sẻ chia khó khăn của đại lý cấp quản lý AIA Nghệ An. Trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn, được công ty giúp đỡ cho cháu chuyển xe đạp, có điều kiện, có thuận tiện để đến trường học tập giỏi, thì tôi là bần nổi xin cảm ơn công ty. Chương trình Hành trình cuộc sống là cuộc phát động từ thiện nhân ái rộng lớn nhằm gây quỹ mua xe đạp trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó trong cả nước, được công ty bảo hiểm AIA Việt Nam triển khai. Trong đó, văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An là đơn vị gương mẫu và điển hình nhất. Đến nay, AIA Nghệ An đã huy động hàng tỷ đồng mua xe đạp trao tặng hàng trăm học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Cháu xin cảm ơn công ty AIA đã tặng cho cháu chiếc xe đạp. Cháu xin hứa cháu sẽ học tập tốt hơn với cái xe đạp này.